Ok, hay, xin chào mọi người, mình là Zero và chúng ta cùng đến với Minecraft video Review Minecraft 1.1.1.1 YOLO. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng review đến một con quái vật mới ở trong Minecraft này. Thì ở phiên bản lật này thì Mojang đã add thêm vào trong Minecraft hai con, đó chính là cái con mà lúc đầu mà mình đã giới thiệu review cho các bạn rồi. Đó là một cái con giống như con ngựa, con gì đó. Ok, thì con này là một cái con gọi là bá đạo mà mình đang làm cái chuồng này. Bởi vì nếu các bạn không có cái chuồng bằng sắt hoặc thì nó có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào. Và con này là một cái con khá là đáng sợ đây. Nếu mà bạn nào mới chơi Minecraft thì các bạn có thể khi các bạn nhìn con này các bạn sẽ hơi bị sợ đấy. Bởi vì cái con này nhìn rất là kinh ngu người. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cái chỗ này để mà mình showcase cho các bạn xem. Ok. Và mình còn mình còn khoảng một tập nữa. Nếu không làm là mình sẽ làm thêm một tập nữa. Bởi vì chúng ta vẫn còn một thứ chúng ta còn vẫn chưa làm. Ok. Khoảng một hoặc hai tập nữa thôi. Các anh em cứ yên tâm. Thì giúp và chắc mình sẽ chuẩn bị đập qua thế này đi. Bởi vì lười quá mà. Ok. Oh my god, mình lười quá. Ok thì mình sẽ không đứng trong đó đâu. Sẽ để thế này. Các bạn sẽ nhìn giống như một cái chuồng. Thì đúng là một cái chuồng đó các bạn. Tại vì con này bắt buộc phải nhốt ở đây. Nếu mà các bạn không nhốt qua đây thì chỉ có nước là nó sẽ bay ra ngoài mất. Con này rất là kinh dị. Khi mà các bạn chỉnh game mod về số 0 á thì gọi là con này gọi là ui my god, mình cũng không dám nghĩ tới con này nữa. Và mình sẽ ở trong đây luôn. Ok. Và giúp bây giờ chỉ có một mình có thể gọi là lên được thôi. Khoan, bây giờ mình sẽ nếu mà dễ dàng trắng thì mình sẽ đập cái đất này lại luôn, bởi vì nó sẽ che khuất lại đi những cái chỗ mà mình có thể đi ra. Đấy, nên là giúp. Ok, thế này. Boom. Ok, mình không thể nào đặt block ngay đây được. Ok, rất là tốt. Rất là chắc chắn này. Và con này có tên là Vest. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cây kiếm ra nha. Ok, một cây kiếm và một cái shield. Ok, bây giờ mình sẽ game mod Zero. Đặt cái khiên này lên. Để cái này qua đây và boom. Các bạn có thể thấy đây là cái con này rất là nhỏ. Ôi thật sự là nó bay ra ngoài luôn các bạn ơi. Mình không thể nào nhốt nó trong bay được rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ bay ra ngoài luôn. Bây giờ mình sẽ game mod không này. Để xem tụi nó làm gì. Đây có mấy đứa nó bắt đầu nhìn mình rồi. Đấy. Mày hả bưởi. Vô đây em. Thì cái đam của con này ra cũng khá là thốn. Giờ mình sẽ đứng đây này cho mấy anh này tới. Ok, quấn ta đi. Ây da. Đấy. Ây da. Mày hả bưởi. Đam của con này tuy là các bạn đánh 2 hit nó chết bởi vì nó rất là nhỏ. Nhưng mà mình nói thật là nó thốn cực. Ôi, nó có thể đi. Ôi. Nó có thể đi dưới lòng đất nữa. Ok. Ôi. Từ từ nè bạn ơi. Mày hả bưởi, headshot. Ok. Mày hả bưởi. Ơi. Ok, mình đã diệt hết rồi. Còn con nữa. Đây rồi. Nhanh lên. Ok. Come on em. Em ơi, ui. Em đâu rồi? Ui. Bay. Bao rồi? Nó đi dưới lòng đất các bạn. Ôi rồi. Mày hả bưởi, trốn anh nè. Thì đây cái con Vex. Cái con này nó hơi bị bá đạo. Nếu mà các bạn có thể gặp con này thì mình dám nói với các bạn luôn là các bạn ui rồi, các bạn không thể làm là tưởng tượng ra. Và tiếp theo thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái dungeon. Thì cái dungeon này ấy thì nó là một cái kiểu như một cái tòa tháp. Nó được quy bản bản trên 1.10, nó sẽ giống y chang như Minecraft luôn. Nó không dài hạn là Minecraft, nhưng mà cái kiểu mà tìm được dungeon mà tháp ấy rất là bá đạo. Cái lần này Mojang đã thêm chịu khó thêm vào một cái dungeon.
xây vào cái dungeon rất là hay. Và mình sẽ cho các bạn xem cái dungeon đó ngay lúc này đây. Ok. Ok, ngay chỗ này thì cái seed để mà các bạn có thể tìm được cái dungeon này rất là dễ dàng. Đó chính là âm như đây, thì các bạn có thể pass nó ra. Và các bạn chỉ cần bay từ phía bên này. Lúc nào các bạn sẽ spam bên đây và các bạn bay thẳng ra bên đây. Và các bạn sẽ tìm thấy dungeon. Cái dungeon này, đây là một cái seed do một người chơi để lại để mà bạn có thể tìm thấy dễ dàng cái dungeon này. Nên là các bạn cứ yên tâm. Còn những mà các bạn chơi survival ấy mà không có lấy kiểu cái seed này ấy thì sẽ hơi khó, hơi bất lợi để mà tìm cái dungeon này một tí. Thì ok, đây là kiểu một cái bức tường này. Bây giờ mình sẽ ở đây trong cái khu rừng này, mình sẽ làm một vài bộ giáp cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái gì ta. Mình sẽ chắc chắn là mình sẽ không lấy cái crush này rồi, bởi vì nó rất là ending này ấy. Thì mình cũng giới thiệu luôn, thì trong đây có giống như một cái này là một cái sinh mạng để bảo vệ bạn ấy. Cứ như khi các bạn bị bắn lên trời, game mod không, các bạn sẽ chuẩn bị rơi xuống đất, bùm, bạn chết. Ok, các bạn chết đúng không? Nhưng mà ok, từ từ cho mình xin lỗi, game mod mod một cái. Ok, từ đây các bạn sẽ đi thẳng vào bên đây. Các bạn thấy cái khu đường này, tất cả dungeon như thế này là dùng cái tòa tháp đánh này thì sẽ được spam ở cái khu rừng này. Đấy, cái khu rừng này là cái khu rừng mà các bạn có thể gặp được cái dungeon. Cái chỗ hồi nãy của mình nằm đâu ta? Ok, mình bay đi đâu rồi? Mình bay đi đâu nhỉ? Ở đây chăng? Ở đây chăng? Có vẻ là đúng rồi. Không, có vẻ là không. Hay là có thể là đúng. Cái giáp của tôi, ok, không quan trọng bởi vì giáp thì đây, chắc ngoài đây này. Ok, kệ ngựa đi. Mình sẽ lấy lại cái giáp này. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị vào cái dungeon này thôi các bạn. Em cứ yên tâm, protection 4 này. Hoặc là mình trước khi vào thì các bạn cũng phải nên chuẩn bị những cái giáp như thế này. Bởi vì khi các bạn vào nó sẽ khá là hơi bị gọi là kinh ấy, gọi là hơi bị thốn đấy. Nên là anh em phải chuẩn bị một cái bộ giáp như thế này. Thì mình chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái bộ giáp gọi là cái áo thôi. Ok, cái áo này sẽ đi với cái này. Ok, và mình sẽ mặc vào người ngay lúc này. Và mình sẽ lấy một cái kiếm này, một cái cung này với 64 bow. Chắc chắn là như vậy, các bạn còn phải chuẩn bị rất là kỹ càng. Hoặc là các bạn nào muốn thì xông vào hiến máu thì cũng có thể vào luôn, không thành vấn đề. Cái shield. Ok. Đấy, và mình sẽ khoan, mình còn một cái picket. Ok, một cái picket và cái efficiency 3, efficiency 4, unbreaking 3. Ok, đây. Mình lấy cái này để mà mình đào mấy cái này nọ. Ok. Và bây giờ các bạn thấy cái bộ giáp của mình. Và ok, chúng ta cùng với giáp mình nè. Ok, mang nó theo thôi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào cái tòa tháp này. Mình không biết là mình có đường vào hay không. Nên là ok, mình từ từ nhá, chúng ta cùng tham quan cái tòa lâu đài chứ. Cái tòa lâu đài này khá là to. To cực luôn. Mình chưa hề thấy trong đây có con boss gì cả. Mình chỉ mới biết là Mojang đã chịu thêm một cái tòa tháp để chúng ta có thể vào, chúng ta đánh nhau với boss để mà chúng ta lấy đồ. Nghĩ là chắc là chúng sẽ có đồ hôm nay đấy. Ok. Ở đây có cái này, cái bức tường này khá là dày á. Có đường vào không? Thực sự là không. Ok. Chúng ta sẽ đi ngang qua đây một tí. Đi lòng vòng qua đây một tí. Thật sự là không có cái đường vào luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ game mod 1 nha. Thật sự là không có cái đường. À, đây rồi. Hy vọng đây là cái đường vào. Ok. Game mod 0 thì khi các bạn vào đây bạn sẽ thấy một cái villager zombie. Giống như là các bạn đây là như cái người giữ cái tòa lâu đài này. Ok. Ok. Ok, ôi. Skeleton. Mày đâu rồi? Vãi. Ôi, mình quên mất, mình lại còn lấy Toast game mod 1.
Torch. Ok. Right. Khoan, chứ là mình quên mình còn cạp cái này nữa. Boom. Thì yep, đây là cái phòng đầu tiên mà các bạn có thể thấy trong cái lâu đài này. Ok, hiện tại bây giờ chỉ có phòng này không có gì đâu. Anh em cứ check tất cả thông tả. Ok. Ui, mình nghe cái tiếng gì đó. Mình nghe cái tiếng gì đó hơi bị kinh dị ở đây. Thì Mày ơi bưởi. Thật sự mình cũng không. Trong thông tin của Mojang đưa ra thì cái này cũng không có ghi là nó có gọi là đồ hay sao nữa. Ồ, đây kiểu như cái ngôi mộ nè các bạn. Nhìn khá là ghê. Ok, chúng ta cùng tham quan tiếp nè. Đây là dạng giống như một cái farm vậy, nhưng mà hình như cái farm này không có ai xài nữa. Yep, và đây là một cái con boss mới nè các bạn. Ây da, mình sẽ cho con boss này đánh mình thôi, khoảng nó mình mất khoảng bao nhiêu máu. Ây da, nó mất máu phụ. Ok, một lần là khoảng ơi rồi. Mày bưởi. Ây da, rồi rồi các bạn ơi, hiện tại bây giờ mình phải game mod 1 và mình sẽ chỉnh game rồi đó. Game inventory true và spam point ngay chỗ này. Ok, bởi vì mình sẽ chuẩn bị bay vào hang cọp đây. Tránh xa ra ra. Stay far from me. Ow. Ủa, kiếm ở đâu rồi. Nó rơi ra đai. Tôi phải đai mình. Ow. Quay. Và cái rương ngoài đây. Và mình không có. Oh shit. Ok. Hy vọng là cây này sẽ quýnh được. Mày bữa. Yes. Chúng ta làm được và chúng ta bị mất khá là nhiều đồ các bạn ơi. Holy shit, không biết có tụi nào lấy của mình không. Làm ơn. What the heck? Không có gì hết. Oh my god, không có gì hết các bạn ơi. Những cái đường trống. Tránh ra ra, tránh xa ra. Mày hả bưởi. Ok, không có gì hết. Không có kho báu à. Ok. Ở đây là cái giường bấm khiến, nhưng mà mình cần phải kiếm một bờ. Ok, mình sẽ lấy cây kiếm ra. God damn it. Torch. Boom. Ok. Thế này siêu bật lên. Quần. Thế này. Các bạn thấy sự lợi hại của cái tháp này chưa? Thật sự là từ. Các bạn đã thấy gọi là tháp này rất là nhiều zombie, nếu các bạn không cắm một cái đuốc ra trong đây. Ca. Bay. Boom. Ok, hên quá các bạn ơi. Mình không biết là sau lưng cái này nó còn cái gì không. Mình sẽ đập qua cái này một cái. Ok. Thông qua đây là một cái phòng các bạn ạ. Qua đây một cái phòng. Ok. Mình hiểu rồi. Mày hả bưởi. Ok. Mình thấy khá là nhiều những cái gọi là con zombie. Ở đây à, hồi nãy mình đập cái phòng nào ta. Quay lại, có nhiều, khá là nhiều phòng ở khu đây. Và boom. Oh. Mày với triple kill. Boom. Nice, tuyệt vời các bạn ơi. Và mình sẽ check ở bên đây, mình sẽ kiểm tra bên đây xem. Có cái gì? Đây là những cái chậu hoa. Oh my god. Những cái chậu hoa này chắc là cái phòng nào đó để cúng hay là gì đó thôi. Ok. Chị Nam thì tiếng Anh gì lộn, tiếng Việt của chị Nam có chấp phòng mấy phòng này phòng cúng à. Hey. Ok, và chúng ta sẽ qua nốt phần bên đây. Mình nghe thấy những cái tiếng động của mấy con zombie nhìn rất là lạ. Mình không biết là có lẽ đây là cái đường đi gọi là
có những cái phòng ở hướng kia thôi, hướng này chắc là không có cái phòng rồi. Ok, thiết kế của cái dungeon này nó khá là lạ. Thì nếu mà này chắc ra thì mình chắc mình sẽ quay survival nếu các bạn thích, tại vì đây là một cái bản 1.1.1 đó, là nó rất là lạ vậy. Ok, mình sẽ check ở đây xem có gì. Ồ, một cái giường melon. Ok, một cái giường dưa hấu. Ok xin lỗi. Ok, và bây giờ mình sẽ qua bên trái check cái này xem. Ồ, đây là một cái giường dưa hấu và một cái giường pumpkin. Ok, và bây giờ mình còn check bên trái. Hiện tại bây giờ thì mình vẫn chưa lên lầu và mình ôi, ông này đánh rất là đau và còn cũng khá là khủng, gọi là ok, gọi là trâu nữa, nên là what the heck, ở đây có gì không, có gì dưới đây không? Ok, mình thường nghĩ là không. Có cái gì trên cây không? Ok, theo mình nghĩ là không rồi. Ok, và chúng ta cùng qua bên đây nào, qua bên phần cuối cùng nào. Đây trồng khá là nhiều cây nhỉ. Wow. Chúng ta là một cái rương cũng khá là nhiều rắc ốt pumping. Đúng là cái chỗ mà nó spawn ra cái này. Và chúng ta có một cái farm lúa ở đây. Ok, thiết kế khá là đơn sơ và giản dị. Và chúng ta cần phải quay về chỗ kia, nó sẽ lên tầng các bạn ơi. Ok, ok, ok. Hướng nào ta, hướng nào, hướng nào, hướng này, hướng này. Hướng này. Hướng này đây. Yep. Ok, ok. Ôi. Sao đây hướng chạy nhanh thế? Ôi. Lạ vậy. À. Từ cái phiên bản này trở đi, các bạn khi các bạn sẽ đứng lên block nó sẽ nhảy lên cái này luôn, giống như cái Pocket Edition đấy. Giống như cái Minecraft PE ấy, Pocket Edition, đúng rồi. Các bạn chơi Minecraft hay chơi đủ mình hay khi mình chơi cái đó miết, nhưng mà mình không có chơi được, rất xin lỗi. Đây rồi. Boom, boom. Wow. Ok, nó phá cái chỗ kia rồi, mình có thể qua bên đây luôn. Nó thần tượng gà hả? Ôi. Nó thần tượng gà. What the heck? Ok, chụp tấm hình. Cảm ơn. Và chúng ta có mấy cái gì đây? Ôi. Ui. Ông này có thể spam ra cái con này. Holy shit. Oh. Oh my god. Ây da. Ây da. Oh. Oh. Và khi đánh ông này các bạn sẽ ra được cái này. Rất hay đấy. Mày ơi. Đưa tay bắt đầu. Đưa tay bắt đầu. Ok. Ngon dream. Ow. 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 Ui. Ow. Ui. Mày hiểu bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Wow. Oh yes. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Quay bên đây thần tượng mấy con gà. Oh my god. Mình thấy con quái có sách ở đây thế này. Và có skeleton. Skeleton. Skeleton chết. Yeah, ok, tuyệt vời. Và đây là cái đường đi. Mình không ngờ mình phá nó vậy luôn á. Ok, ok. Vậy là chúng ta đã biết là mấy em trong đây thần tượng con gà. Đây là một cái lò sưởi. Lò sưởi được đun thẳng lên nóc nhà luôn. Ok, rất là chất lờ. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Ở đây thì là một cái giữ phòng sách rồi. Ok. Ok. Và mình cần phải đi qua bên đây. Theo mình nghĩ là như vậy. Cần phải đi qua bên đây. Tại vì chúng ta đã đi phóng hết bên đây và bây giờ từ cái chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu đi qua bên đây. Để mà chúng ta xem ở đây có gì. Hot không? Có gì hot không? Hot không? Ok, gần như là không. Và đẹp vãi. Đây là những cái phòng. Hình như phòng này thông qua cái phòng. Cái chỗ có con gà. Này lại có một con gà. Ok. Ui, hai em à. Hai em luôn á. Đình mà, đình chứ.
Ok. Ow. Đây là những cái con mà có trong dungeon đó các bạn. Cái dungeon lần này. Mày ơi bưởi. Ok, đánh lan. Quay. Đánh lan chết quay. Mày ơi bưởi. Ok. Bây giờ mình cần phải đi qua bên đây để check mấy cái này. Quay. What the heck? À, một cái đường đi thôi. Và chúng ta có một cái con kia dinh đệnh đó kìa. Trời ơi, vậy chúng ta thờ thượng một cái phòng có hình một con gà. À, mày thờ thượng con gà phải không? Chết đi. Ok, và đây chỉ là một cái chỗ gì đó. Ok, không quan trọng. Đập lại đây này. Mày ơi, ai da. Ok, chết nha. Ok. Oh, Creeper. Tránh xa. Ok. Boop. Ow. Ok. Wow. What the hell? Tại sao đây có thể spam được chứ đây vậy? Oh my god. Có con nào ở đây chăng? Có em nào ở đây chăng? Wow. What the hell? À đây rồi. Chết cho con. Ow. Làm ơn đừng có đứng ở dưới nữa mà. Please. Làm ơn làm tôi đi mà. Ok. Mày ơi. Ow. Ui, nó bay thẳng ra ngoài luôn nè. Ui. Ow. Đừng có chơi chó như thế chứ. Tránh xa tôi ra. Làm ơn. Mày ơi bụi. Uầy. What the heck? Uầy. What the heck? Mày. Chết rồi con. Quá. Được rồi. Oh, ok. Nó có sợ ánh sáng không? Mình đứng gần đây không biết nó có vô không ta. Tại vì không biết mấy con ma nó có sợ ánh sáng hay không nữa. Mà sao nó tránh nó đi ra ngoài luôn rồi. Ê, ở đây em ơi. Ok, chắc nó chạy luôn rồi. Ok, ở đây thì mình check là mình có một cái giường ngủ nè. Cái giường ngủ, mọc con laser. Wow. Cool. Mình nghe tiếng vài con ở đây. Mình sẽ lấy cái rìu và kim cương ra. Ok, boom. Mình đã nghe tiếng mấy con này ở đây rồi. Nhưng mà mình vẫn không biết tại sao có thể vào được đây. Ok. Do mình chơi ngu. Phòng này mình chết rồi. Phòng này mình chết rồi các bạn. Đây có cho con gà này. Con gà đây. Ai da. Mày hả bưởi. Ok. Và con Enderman. Mình thấy con đó chỉ ra trong đây bởi ngoài trời đang hơi bị mưa. Ok. Mày ơi. Mày. Yes. Và mình đập thử qua đây. Ui. Phòng nào đây? Sao có ông cụ này đây nữa? Mày hả con? Mày hit chết ngay mà luôn. Và đây là cái dungeon mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Mình sẽ bay thẳng ra đây. Boom. Bởi vì mình còn muốn thử xem. Ok, ở đây có cái dungeon kìa, như cái chỗ này mình đã đi rồi. Thì nãy là chỗ này mình đã đánh nhau với con tụi kia. Yep, và ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video tập thứ 2 của giới thiệu review Minecraft 1.1.1 này. Và cảm ơn các bạn và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Và nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình một cái like của mình và subscribe kênh của mình. Share, chia sẻ video này trên Facebook của các bạn. Và mình rất cần những cái sự chia sẻ của các bạn nha. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Bye bye.